Hello anh em, xin chào anh em, chào mừng anh em đã đến với video ngày hôm nay trên kênh của Cá Voi Gaming. Hôm nay thì video mình sẽ cùng anh em đi sử dụng 40 kim cương để có thể mở cầu thủ ở phần Angen. Liệu rằng nhân phẩm của chúng ta sẽ mở được cầu thủ nào có chỉ số là dưới 70. Và anh em sẽ tiến hành mở cùng với lại Cá Voi Gaming nha. Liệu rằng đây là ai đây ạ? Áo mà cầu thủ này mang là số bao nhiêu? Và vừa rồi chúng ta mở được Luca Lipani. Đây là một cầu thủ mang số áo 736. Và bây giờ thì chúng ta sẽ vào sắp xếp vị trí đá của Lipain vào sân. Đây là một cầu thủ tiền vệ phòng ngự. Hôm nay thì Lipani sẽ là người đá thay vị trí cho Paul Pogba. Và chúng ta cùng đến với trận đấu ra mắt. Đây là đối thủ của chúng ta để ra mắt tiền vệ phòng ngự Lipani ngày hôm nay trên kênh của Cá Voi Gaming. Và xin mời anh em cùng bước vào hiệp thi đấu đầu tiên. Và trong hiệp thi đấu thứ nhất này thì Cá Voi Gaming sẽ bảo vệ cầu môn bên phải với trang phục là áo màu đỏ và quần màu xanh. Còn đội bạn thì bảo vệ cầu môn bên phía tay trái với trang phục là áo trắng quần đen. Người đang có bóng đó là các cầu thủ bên phía đội bạn. Aguero là người vừa có một đường chuyền. Và như vậy thì bàn thắng mở tỷ số đã đến từ rất sớm dành đến cho đội bạn. Người lập công đó là Kylian Mbappe. Đây là pha giao bóng của Cá Voi Gaming. Người đang có bóng đó là Kevin De Bruyne. Vừa rồi là một pha qua người chưa thành công. Đây tiếp tục là một pha thoát xuống của Aguero. Và anh đang có pha dứt điểm thứ hai. Và như vậy thì tỷ số rất nhanh được nâng lên thành 2-0 dành đến cho Sergio Aguero. Đây là bàn thắng thứ hai và cũng là một cú đúp dành đến cho Aguero. Lipani vẫn chưa thể làm gì ở khu vực giữa sân của các cầu thủ bên phía Cá Voi Gaming. Còn đây là Erling Haaland. Erling Haaland cũng đã có câu trả lời. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-2. Tình huống giao bóng của các cầu thủ bên phía đội bạn. 15 phút trôi qua và đã có 3 bàn thắng được ghi. Hai bàn dành đến cho các cầu thủ bên phía đội bạn và một bàn dành đến cho Cá Voi Gaming. Vừa rồi thì bóng đã chạm người trọng tài và đây là tình huống được hưởng phép lợi thế của đội bạn. Người đang có bóng đó là Lipani. Đây là một đường chuyền chọc khe dành đến cho đà di chuyển của Erling Haaland. Đây là Kylian Mbappe, đường chuyền chọc khe dành đến cho Erling Haaland. Và lần này thì Erling Haaland đã rơi vào tư thế việt vị. Rất nhiều cơ hội đã được các cầu thủ hai đội tạo ra ở những phút vừa qua và đã có 3 bàn thắng dành đến cho hai đội bóng. Vừa rồi vừa nói xong thì đội bạn đã có bàn thắng tiếp theo, bàn thắng nâng tỷ số lên 4-1. Lipani là người có bóng nào? Chúng ta vẫn đang chờ đợi sự tỏa sáng của tiền vệ phòng ngự Lipani ở trận đấu ngày hôm nay. Khu vực giữa sân đang là khu vực diễn ra tranh cướp rất sôi nổi. Tuy nhiên thì hôm nay đối thủ của chúng ta là một đội bóng rất mạnh. Người đang có bóng đó là Virgil van Dijk, đường truyền dành đến cho Erling Haaland. Pha thoát xuống của Mbappe liệu rằng có thể tạo nên một cơ hội hay không? Kian Trippier là người đã tranh cướp bóng thành công. Đây là Son Heung-min, một pha đi bóng rất tự tin của Son. Đây là một đường truyền căng ngang, không có bất cứ một cầu thủ nào nhận được quả bóng truyền vừa rồi. Và như vậy hiệp một tạm thời kết thúc với tỷ số 3-1 nghiêng về đội bạn. Xin mời anh em cùng đến với hiệp thi đấu thứ hai trong trận đấu ra mắt ngày hôm nay của tiền vệ phòng ngự Lipani. Hiệp một là một hiệp thi đấu mà Lipani chưa thực sự tỏa sáng khi mà để cho các cầu thủ đội bạn chiếm lĩnh được khu vực giữa sân. Vừa rồi là một tình huống dứt điểm ghi bàn, bàn thắng nâng tỷ số lên 4-1 đã tới. Đây là Lipani. Lipani đang là cầu thủ chạm bóng khá nhiều của các cầu thủ bên phía Cá Voi Gaming. Tuy nhiên thì hiệu quả của những pha chạm bóng của Lipani là chưa cao. Có bóng đó là Kylian Mbappe, một pha đi bóng tương đối tự tin của Mbappe. Và vừa rồi có bàn thắng tiếp theo, bàn thắng nâng tỷ số lên 5-1 dành đến cho các cầu thủ bên phía đội bạn. Có bóng đó là Lipani. Liệu rằng chúng ta có thể ghi bàn hay không khi mà đã để cho đội bạn khoan thủng hàng phòng ngự. Pha thoát xuống là tương đối tốt của Mbappe. Và lần này thì cú dứt điểm lại mang về bàn thắng thứ 6. 60 phút trôi qua, 7 bàn thắng được ghi, một bàn dành đến cho Cá Voi Gaming và 6 bàn dành đến cho đội bạn. Bóng đang trong chân của các cầu thủ đội bạn. Và đây là một pha chọc khe. Mbappe là người có pha đối mặt. Và lần này thì tiếp tục là bàn thắng thứ 7 dành cho đội bạn. Mọi tình huống đối mặt thì đều dẫn tới bàn thắng. Những pha dứt điểm tương đối dễ dàng. Đấy, tiếp tục là một cơ hội dành đến cho Cá Voi Gaming. Tuy nhiên thì pha chọc khe lần này thì cầu thủ của chúng ta đã chưa di chuyển và nhận bóng thành công. Cơ hội để cho Erling Haaland có cho mình một pha kiến tạo. Đây là Kevin De Bruyne, Di Maria có pha dứt điểm. Vừa rồi là bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 3-7. 10 bàn thắng được ghi trong trận đấu ngày hôm nay, một con số kỷ lục. Lipani vẫn chưa thể có được bàn thắng đầu tiên cho riêng mình trong trận thi đấu ra mắt của chính anh trên kênh của Cá Voi Gaming. Và sau tình huống này thì có lẽ mình sẽ thay Lipani ra sân. Đường truyền rất tốt và tốc độ của Mbappe vẫn đang là sự dày dặn kinh nghiệm đến từ cầu thủ bên phía đội bạn. Nhưng đây vẫn là các cầu thủ bên phía chúng ta. Jimenez là người có bóng. Vừa rồi là một tình huống cắt bóng tương đối hay. Đây là Gareth Bale. Tốc độ của Gareth Bale, cầu thủ người xứ Wales, vừa có một tình huống truyền căng ngang khá tốt. Cơ hội để cho chúng ta có thêm những bàn thắng. Đây là Erling Haaland.
Tốc độ của Erling Haaland là cực kỳ hay ở pha bóng này, và vừa rồi thì anh đã bị cầu thủ đội bạn phạm lỗi và sau đó là một pha gặp chấn thương. Người đang có bóng là Marquinhos. 5 phút là khoảng thời gian bù giờ của hiệp thi đấu thứ hai trong trận đấu ngày hôm nay. Đấy là Mbappe, và vừa rồi là bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 4-7. 11 bàn thắng quá 90 phút, một trận đấu với cơn mưa bàn thắng. Đây là các cầu thủ đội bạn, và đúng lúc này tiếng còi của trọng tài đã cất lên và trận đấu ra mắt của cầu thủ bên phía Cavoy Gaming đã kết thúc với tỷ số 7-4 nghiêng về các cầu thủ của chúng ta. Lipani đã có một trận thi đấu tương đối ổn định. Cảm ơn anh em đã đón xem video và xin chào, hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo trên kênh của Cavoy Gaming nha. Bye bye anh em.